Xin chào quý vị anh chị em đến video tuyệt vời này. Và Lộc xin nói với anh chị em rằng đây sẽ là video rất là tuyệt vời. Và nó sẽ là một video may mắn đấy, mang đến sự may mắn cho tất cả ai may mắn xem được video này. Bây giờ các bạn mức giá 11.900.000 quá là rẻ rồi. Nhưng Lộc sẽ giảm 100k, giảm trước 100.000, chia sẻ cho anh chị em một cái dòng sản phẩm mà bên Lộc làm khuyến mãi trực tiếp cho dòng sản phẩm này. Đó, khuyến mãi trực tiếp. Và khuyến mãi này chưa từng có trước đây. Và điện máy Xuân Lộc, và Lộc sẽ làm cho các bạn một sự bất ngờ trong cái khuyến mãi ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Và Lộc sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy điều hòa, một chiếc máy lạnh của Daikin mới nhất. Và đây là dòng cao cấp. Dòng này có tên là FTKI, chúng ta chỉ nhớ từ KI là được. KI là một cái thiết bị điều hòa mà nó không chỉ đơn giản là một chiếc máy lạnh nữa, mà nó tích hợp rất nhiều các chức năng tuyệt vời ở trong chiếc điều hòa này. Và cái máy này là sự đặc biệt mới được sản xuất ra trong năm nay, và Lộc sẽ làm trực tiếp giảm giá và cũng như bán ra một mức giá tuyệt vời nhất chưa từng có, và cũng như làm một combo tuyệt vời cho trực tiếp dòng sản phẩm này. Bởi vì dòng sản phẩm này phải nói là cực kỳ hot trend, cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ gọi là hấp dẫn. Khi các bạn xem video này, bạn sẽ thấy sự tuyệt vời của cái dòng điều hòa này. Tuyệt vời thứ nhất là chiếc điều hòa này có sự thiết kế vô cùng tinh tế và hiện đại. Thứ hai, nó sẽ có công nghệ streamer phân hủy ô nhiễm. Và thứ ba là chống ẩm mốc. Thứ tư là nó sẽ có khử ẩm. Chúng ta biết là nhiệt độ của Việt Nam rất là ẩm. Có những thời kỳ là ẩm đến 90%, 85-90%, nhưng khả năng khử ẩm của điều hòa Daikin đã được tích hợp lên quá là tuyệt vời trong chiếc FTKI này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cảm biến không thổi gió trực tiếp vào người. Cảm biến không thổi gió trực tiếp vào người, mà nó sẽ thông minh điều chỉnh gió theo người đi ra đi lại trong phòng, có người trong phòng hay không. Tiếp theo là chế độ powerful làm mát nhanh nhưng có eco tiết kiệm điện trong chức năng này. Tiếp theo là sẽ có đảo cánh tự động. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có cái chế độ đảo gió 3D. Đảo gió 3D để điều hòa đó có mắc trong văn phòng hay mắc trong nơi đông người thì cái luồng gió nó phân tỏa đều căn phòng của các bạn. Tiếp theo nữa là sẽ có mắt thần tiết kiệm điện. Mắt thần tiết kiệm điện là khi có người trong phòng nó sẽ làm lạnh, làm mát cách khác nhau. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết cho cái chương trình ngày hôm nay. Lộc sẽ muốn chia sẻ điều tuyệt vời nhất cho các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ đến là điều hòa Daikin. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có phần cục nóng, cục lạnh, điều khiển và mắt thần, cũng như là chế độ đèn báo. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được là cảm biến mắt thần và chế độ đèn báo được thiết kế nhỏ gọn, nằm sát ở trong cái góc máy ở bên dưới này. Và về phần cục nóng thì giống như mọi năm không có sự thay đổi khác biệt bao nhiêu, mà nó vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ, nhìn là biết là Daikin, nhìn là biết là Daikin, không thay đổi về kiểu dáng. Không thay đổi nhiều. Tiếp theo là cái điều khiển vẫn là điều khiển thông minh trước đây, và Lộc đã có một cái video hướng dẫn sử dụng cái điều khiển này rồi. Nhưng bây giờ cái điều khiển này nó sẽ tích hợp thêm một số chức năng mới cho cái dòng FTKI này. Đây là một dòng gọi là dòng máy đặc biệt mới và nó vô cùng tuyệt vời trong cái thời kỳ này. Và các bạn xem được video này, Lộc sẽ bán với một mức giá tuyệt vời cho chiếc điều hòa Daikin mới ra này. Một chiếc điều hòa có rất nhiều tính năng khóa trẻ em và có chế độ hẹn tắt giờ bật thông minh, cũng cùng như là chế độ tiết kiệm điện. Các bạn dùng con này quá tiết kiệm điện, là một ngày chỉ đến 5.000 đồng tiền điện, tương đương là một tháng các bạn chỉ bay mất gọi là, nếu như tính điện bậc thang thì chưa đến 200.000 tiền điện. Và các bạn có thể có một điều hòa mát mẻ cả mùa hè, quá là rẻ đúng không các bạn. Tiếp theo các bạn, và các bạn có thể nhìn thấy mức giá mà Lộc đã để nó ở trên màn hình đi rồi. Mức giá chỉ có 10.800.000 thôi. Và Lộc nói với các bạn rằng mức giá này sẽ không ở một nơi nào bán cho bạn mức giá này. Sẽ không có một nơi nào. Trừ trường hợp anh em mua buôn. Nếu anh em là muốn mua buôn, hoặc anh em là thợ, hay là thợ muốn liên kết với Lộc để có một cái giá buôn, thì chúng ta sẽ đàm phán với nhau sau. Nhưng đây là mức giá bán lẻ, và mức giá này chỉ có Lộc bán mức giá này. Anh chị em hãy nhớ, không có một nơi nào sẽ bán mức giá này. Bán lẻ cho anh chị em. Đây là chỉ có 10.800.000 thôi. Trừ trường hợp là anh em chị em phải quen, rất là quen, hoặc là người thân người nhà của chủ cửa hàng, người thân người nhà của cơ sở
kinh doanh đó thì may ra họ mới bán cho các bạn mức giá này hoặc mức giá rẻ hơn mức giá này, còn không thông thường thì sẽ không có ai bán mức giá 10.800.000 cho cái con máy này cho anh chị em đấy. Nhưng có một điều tuyệt vời mà Lộc muốn chia sẻ, không muốn giấu các bạn, đó là Lộc áp dụng một cái chương trình của công ty Lộc cho cái máy điều hòa này, và nó sẽ tạo ra một combo. Bây giờ chẳng nhẽ anh em lại mua không một chiếc máy không, đúng không? Chẳng nhẽ anh em lại mua riêng một cái máy riêng như thế này, đúng không? Mua riêng cái máy riêng như thế này thì ai lắp cho anh chị em, đúng không? Trừ trường hợp anh chị em có người nhà mình có thể lắp được, người thân mình có thể lắp được thì không nói. Nhưng mà nếu như mua riêng một cái máy như thế này thì ai lắp cho anh chị em được, đúng không? Thì cho nên là chúng ta sẽ phải có combo, và chúng ta sẽ không phải vất vả về việc lắp đặt hay là về việc đi mua những cái linh kiện, vật tư để có thể lắp đặt được. Thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, Lộc sẽ cho anh chị em một cái deal, một cái combo để chọn gói cho cái việc lắp đặt cũng như là vận chuyển cũng như là ship. Đấy, anh chị em mua chiếc máy này, anh chị em mua chiếc máy này nếu như không dùng cái combo này, anh chị em sẽ phải đến cơ sở của Lộc để lấy máy, hoặc là phải trả thêm 100.000 tiền ship nếu như anh chị em ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, và Lộc sẽ áp dụng một cái combo chọn gói này cho tất cả khách hàng ở Thủy Nguyên, nhá, không sang bên Hải Phòng. Đấy, khách nào cùng nắm là Lộc sẽ deal cho một số khách ở bên kia trên Cổ Bính thôi, hoặc là ven ven thôi, ven ven đô thường, hoặc là ven ven Thủy Nguyên thôi, chứ không được thoát khỏi Thủy Nguyên, chứ không xa quá. Combo này chỉ dành cho tất cả những anh em ở Thủy Nguyên nhá, tất cả anh em ở Thủy Nguyên, Hải Phòng hãy nghe cái combo này. Đây là một combo vô cùng tuyệt vời. Combo này sẽ có, thứ nhất là có 5 mét ống đồng và ống nước đi theo. 5 mét ống đồng và ống nước Lộc sẽ làm loại Malaysia loại đẹp, và nó là 0.71 chứ là không là dùng loại rẻ, loại Việt Nam loại 06, mà lại sẽ Lộc sẽ dùng chiếc loại 07 cho anh chị em. Đấy, và mức giá thông thường, chưa có bảo ôn băng cuốn ấy, thì Lộc đã bán là 1.050.000 rồi. 1.050.000 cho mức giá này. Nhưng nếu anh chị em mua máy thì Lộc sẽ bán là 1.050.000 có bảo ôn băng cuốn, đầy đủ linh kiện phụ kiện cho anh chị em. Thậm chí nếu nhà anh chị em phát sinh đai kẹp, đai kẹp đinh rút hay găm vào tường, Lộc cũng sẽ miễn phí anh chị em nếu như anh chị em lấy 50 đồng này với mức giá này và mua máy của bên Lộc. Đây là điều tuyệt vời nhất, không có, chưa từng làm có bao giờ trước đây. Tiếp theo là Lộc sẽ khuyến tiếp theo là công thợ sẽ là 500.000, công thợ sẽ 500.000, và Lộc sẽ tặng 2 lần bảo dưỡng. Lộc sẽ tặng 2 lần bảo dưỡng trị giá 400.000 cho ai dùng cái combo này. Đấy, và tặng tiếp 80.000 một cái automat, tặng tiếp 90.000 một bộ chân giá đỡ cục lắng bằng kẽm, mạ kẽm không bao giờ han. Đó, thì đây, và nếu như các bạn dùng cái gói combo này, nếu như các bạn mua riêng cái gói combo này, mua lẻ riêng, thì tổng giá trị của nó sẽ là 2.100.000, 2.120.000. Nếu như các bạn có máy điều hòa, hoặc các bạn mua máy điều hòa ở chỗ khác, hoặc là các bạn lắp một cái máy cũ, thì cái combo này nó sẽ bán với giá là 2.120.000 và tặng một voucher 33%. Nhưng nếu anh chị em mua máy và sử dụng combo này, vừa mua máy bên Lộc vừa sử dụng combo này, thì giá, mức giá của nó chỉ còn 1.800.000, chỉ còn 1.800.000 thôi. Lộc sẽ giảm mất 320.000 cho tất cả anh chị em nào mua máy điều hòa bên Lộc và sử dụng cái combo này. Và điều quan trọng các bạn phải nhớ là đây, Lộc sẽ tặng cho một cái combo giảm giá đến 33% cho tất cả các dịch vụ khác. Ví dụ anh chị em muốn phát sinh lắp thêm 1-2 cái điều hòa khác, hoặc là bảo dưỡng thêm máy nóng lạnh, máy lọc nước, hay là máy giặt, hay bất cứ cái điều gì trong anh chị em muốn phát sinh công phục vụ ở dịch vụ, Lộc sẽ giảm giá khi anh chị em sử dụng cái dịch vụ của bên Lộc, và cũng như mua máy điều hòa và sử dụng cái combo này. Đây là một cái voucher tuyệt vời. Và điều đặc biệt, 1.800.000 này, nếu như ống đồng của anh chị em ngắn hơn 5m, Lộc sẽ trừ nó đi. Anh chị em hãy nhớ, Lộc sẽ trừ nó đi với 200.000 km. Nếu như nửa mét trừ hẳn 100.000, anh chị em hãy nhớ đây là điều tuyệt vời nhất mà Lộc chưa bao giờ từng làm ở tại Thủy Nguyên. Chưa bao giờ Lộc từng làm điều này. Và anh chị em hãy xem cái video này, và may mắn xem video này thì hãy gửi nó cho những người thân, người quen của anh chị em, để họ cũng nhận được cái ưu đãi đặc biệt này. Đấy. Và anh chị em nào bên các khu vực khác, các thành phố khác, hoặc là ở trong nội thành Hải Phòng, hay bất cứ nơi nào không phải Thủy Nguyên, Hải Phòng, thì anh chị em sẽ có một cái mức giá khác. Không bao giờ có mức giá này, sẽ có mức giá khác, và chúng ta sẽ phải hợp đồng lại với nhau. Nhưng đây là mức giá Lộc dành cho anh chị em bên Thủy Nguyên. Đây là điều tuyệt vời nhất. Anh chị em hãy dừng lại màn hình ở đây, hãy xem thật kỹ, và chúng ta có thể so sánh. Và Lộc sẽ so sánh với anh chị em. Đây, của Điện Máy Xanh.
Nếu như anh chị em mua chiếc máy này ở Điện Máy Xanh, và họ sẽ cũng sẽ tặng cho anh chị em 5 mét ống đồng, cũng tặng cho anh chị em ống nước, nhưng cái ống đồng họ tặng anh chị em nó chỉ có 850.000 thôi, tức có nghĩa là họ chỉ tặng cho anh chị em là ống đồng mỏng thôi, chưa chắc là ống đồng dày. Anh chị em hiểu như vậy. Tiếp theo họ có tặng cho anh chị em vệ sinh máy lạnh. Như Lộc làm cho anh chị em với mức giá này, anh chị em thấy rằng mức giá này, nếu như anh chị em cộng, nếu như anh chị em cộng 10.800.000 này, anh chị em cộng 10.800.000 này với 1.800.000, Lộc rất thích số 18 vào đây, nhất phát. Đấy. Nếu anh chị em cộng 18 với 1.800.000, tức là anh chị em chỉ mua nó với, tức coi như là anh chị em mua chiếc máy này, tổng trị giá chiếc máy này anh chị em cần phải mua, đúng không? Chúng ta phải chi cho con máy này, tức là chúng ta phải chi 12.600.000, 12.600.000 cho con máy này. Chúng ta phải chi 12.600.000 cho con máy này. Nhưng Lộc nói các bạn, Lộc không bán cho các bạn cái mức giá này ở tại thị trường Hải Phòng. Tất cả những bạn ở thị trường Hải Phòng, Lộc sẽ không bán mức giá 12.600.000 này, mà Lộc sẽ bán cho anh chị em mức giá là 11.900.000. Chỉ còn mức giá này mà thôi. Chỉ còn mức giá này thôi. Nếu anh chị em mua máy và mua combo này cùng combo tất tần tật, đó, anh chị em gọi là chìa khóa trao tay, gọi là anh chị em gọi bên Lộc đến và lắp đặt trọn bộ anh chị em, và anh chị em chỉ cần giá 11.900.000 thôi. Chỉ cần giá 11.900.000 thôi. Và Lộc sẽ làm thêm một cái ưu đãi nữa. Lộc sẽ làm thêm một cái ưu đãi đặc biệt nữa. Đó là Lộc sẽ bớt thẳng cho ai, bớt thẳng 100.000, giảm tiếp 100.000, giảm 100k. Bây giờ các bạn mức giá 11.900.000 quá là rẻ rồi, nhưng Lộc sẽ giảm 100k, giảm trước 100.000, giảm trước 100.000 cho tất cả những ai, cho tất cả khách hàng, cho tất cả khách hàng nào đặt cọc, gọi điện và đặt cọc, gọi điện vào Zalo, gọi điện vào số điện thoại, gọi điện vào số điện thoại này và thanh toán trước. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời và Lộc chưa từng làm, Lộc chưa từng làm bao giờ. Đây là điều vô cùng tuyệt vời. Các bạn hãy chia sẻ video này, hãy chia sẻ nó cho tất cả những người xung quanh các bạn, cho tất cả người thân gần gũi các bạn. Và sẽ không dừng ở đây, sẽ có rất nhiều các sản phẩm khác và Lộc cũng sẽ làm. Anh chị em hãy theo dõi kênh YouTube của Lộc, hãy theo dõi nó, hãy bấm đăng ký. Nếu như các bạn không muốn bỏ lỡ bất cứ một cái chương trình khuyến mại nào, không bỏ lỡ bất cứ một cái ưu đãi nào từ Lê và Lộc, thì các bạn hãy ngay lập tức kết bạn Zalo với Lộc, kết bạn Zalo với Lộc qua số điện thoại này, kết bạn Lộc qua số điện thoại này. Đây là điều tuyệt vời mà Lộc chưa từng làm đâu, Lộc chưa từng làm. Nếu anh chị em mua trọn gói cả điều hòa, trao tay, trọn gói cả lắp đặt, vật tư tất cứ, chỉ có 11.900.000 thôi. Chỉ 1.000.000 là bán gần như không có lãi cho anh chị em, gần như bán hòa cho anh chị em trong mùa hè này. Đặc biệt chạy trong một số các sản phẩm thôi. Anh chị em hãy xem tất cả sản phẩm sẽ được để ở dưới mô tả của cái video này, sẽ được để ở dưới mô tả video. Anh chị em hãy chú ý xem. Đây là cái điều tuyệt vời nhất mà Lộc chưa từng làm đâu. Anh chị em hãy nhớ cái mức giá này, chỉ còn 11.900.000 thôi. Quá rẻ so với Điện Máy Xanh. Anh chị em hãy nhìn, Lộc sẽ so sánh với anh chị em so với Điện Máy Xanh. 12.390.000, nhưng Lộc muốn bán anh chị em chỉ có 11.900.000 thôi. Và còn giảm tiếp 100 cho tất cả khách hàng nào thanh toán trước, đặt hàng trước, để Lộc bố trí người thợ đi làm, để Lộc bố trí lịch đi làm, để Lộc bố trí thời gian cho nó được chủ động hơn. Nếu như các bạn không đặt tiền trước, không thanh toán trước thì bố trí rất khó. Đôi khi bố trí nó hơi khó một chút thì các bạn phải thông cảm. Có những người sẽ được làm ngay, nhưng có những người hơi lâu một chút. Nhưng người nào đặt tiền trước Lộc sẽ giảm 100.000. Các bạn chỉ cần thanh toán 11.800.000 thôi, nhưng các bạn lại được phục vụ trước, phục vụ ngay và luôn. Phục vụ ưu tiên. Đó là cái điều tuyệt vời. Đó là tuyệt vời cho tất cả những người đã thanh toán trước. Đó là tuyệt vời nhất. Anh chị em ạ, đây, anh chị em hãy so cái mức giá của bên Điện Máy Xanh đang bán 12.390.000, gọi là 12.400.000. Nhưng họ lại không tặng cho anh chị em nhá. Họ không tặng cho anh chị em 12.900.000, nhưng họ không có tặng cho anh chị em chân đỡ cũng nóng đâu. Họ không tặng cho anh chị em Automat đâu. Anh chị em ạ, họ không tặng cho anh chị em đâu. Không tặng anh chị em Automat và chân đỡ cũng nóng đâu. Đây là cái điều anh chị em hãy suy nghĩ. Và họ cũng không có tặng anh chị em voucher đâu. Anh chị em không được giảm giá 33% cho tất cả các dịch vụ khác. Nếu anh em phát sinh các dịch vụ khác, giả dụ như anh chị em muốn khoan lỗ được tường thì sao, anh chị em muốn chạy âm tường thì sao, anh chị em muốn phá tường và muốn đi vòng ống đồng thì sao,
hoặc là anh chị em muốn bảo dưỡng thêm điều hòa, bảo dưỡng thêm máy giặt hoặc bảo dưỡng thêm thay lõi lọc máy lọc thì sao? Lộc sẽ làm tất cả điều đó với mức giá giảm cho anh chị em, giảm giá anh chị em khi anh chị em dùng gói combo này. Đây là điều tuyệt vời nhất, đây tuyệt vời, anh chị em hãy lựa chọn ngay. Chỉ có những người ở Thủy Nguyên Hải Phòng thôi. Các bạn ở thành phố, ở thằng trung tâm thành phố hoặc các ở các nơi khác, chúng ta sẽ cần một cái deal với nhau, cần một thống nhất khác, nhưng đây là cái combo tuyệt vời cho Thủy Nguyên Hải Phòng. Các bạn hãy gọi điện đến số Zalo của Lộc và Lộc chờ đợi tất cả cuộc gọi của các bạn. Điều tuyệt vời, đây điều quá tuyệt vời, điều quá tuyệt vời, chưa từng có, chưa từng làm đâu, đây là tuyệt vời nhất. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Các bạn hãy chia sẻ video này và comment nó bên dưới, và hãy đăng ký kênh của Lộc đấy, và hãy giúp đỡ những người khác cũng nhận được cái video này để họ cũng được may mắn như các bạn, được giảm giá và được mức giá ưu đãi này cho sản phẩm này. Còn các bạn muốn mua máy trần, mua máy không thì Lộc sẽ bán nó mức giá là 10.800.000. Các bạn chỉ cần thêm hơn 1.000.000 mốt, chỉ có thêm 1.000.000 nữa thôi, các bạn đã có nguyên một chiếc máy, không cần phải lo nghĩ gì cả. Quá tuyệt vời, Lộc làm cái mức giá này phải nói là quá tuyệt vời. Các bạn hãy chia sẻ nó cho những người xung quanh các bạn. Đây là mức giá tuyệt vời, và cái combo này Lộc sẽ áp dụng cho nhiều dòng máy khác. Các bạn hãy xem các video khác mà Lộc sẽ để ở dưới mô tả của cái video này, và Lộc sẽ làm cái combo này áp dụng cho nhiều dòng máy khác của Pala, của Gri, của Casper. Các bạn hãy theo dõi Lộc đấy, và các bạn sẽ là những người may mắn nhất để sử dụng cái dịch vụ rẻ nhất. Sẽ không bao giờ có một cái dịch vụ lắp đặt nào lại có thể cung cấp cho anh chị em đấy, từ vật tư linh kiện tất cả các thứ bán hòa cho anh chị em như vậy. Lại quay Lộc nói thẳng là với các bạn, lại quay, đây là cái điều quá tuyệt vời. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo. Goodbye.